Xin chào bạn, như vậy là chỉ còn khoảng tầm là một tháng nữa thôi. Đúng, tầm một tháng nữa thôi là chúng ta sẽ chào đón năm mới 2024 nếu tính theo lịch âm. Và chắc chắn một điều là bây giờ đã bắt đầu vào cái dịp là mua sắm cuối năm 2023 và đầu 2024 rồi. Rất nhiều anh em đang muốn là đổi điện thoại mới để đi chơi Tết. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ với bạn về top những chiếc điện thoại chính hãng đáng mua nhất trong dịp mua sắm cuối năm 2023 ở rất nhiều những cái phân khúc giá khác nhau. Let's go! Nếu các bạn nào muốn mua smartphone ngon bổ rẻ để đi chơi Tết thì đừng quên ghé qua Di Động Việt, đặc biệt là iPhone tại Di Động Việt, rẻ hơn các loại rẻ luôn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay. Mình sẽ có một cái lưu ý nho nhỏ ở đây. Thứ nhất là bạn nào mà thích đi so sánh điện thoại xách tay và điện thoại chính hãng thì video này sẽ không dành cho các bạn. Bởi vì video này mình chỉ nói về điện thoại chính hãng mà thôi. Còn mình chưa bao giờ mình đi so sánh xách tay và chính hãng bởi vì cái sự chênh lệch nhau về thuế má ở đây là quá nhiều. Và cái điểm thứ hai nữa đó chính là video này mình sẽ không kể những chiếc máy bán online, có nghĩa là chỉ bán online thôi. Thì mình sẽ có một cái video khác để chia sẻ về top những chiếc điện thoại bán online đáng mua nhất nha. Còn video này mình chỉ nói duy nhất đó là những chiếc điện thoại được bán offline. Bởi vì hiện tại á, 80% người dùng vẫn thích lựa chọn cửa hàng điện thoại để ra mua điện thoại hơn là đi mua online. Ok, đó là những cái lưu ý nho nhỏ trước khi mà mình bắt đầu video ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cái phân khúc giá nó rất là hợp lý trước đi. Đó chính là cái phân khúc giá khoảng 2-3 triệu đồng. Thì một trong những chiếc máy online, offline đáng mua nhất á, mình nghĩ rằng là nó rất ổn. Từ trải nghiệm cơ bản cho tới là những cái trải nghiệm nó nhỉnh hơn một chút xíu thì mình sẽ khuyên các bạn nên lựa chọn chiếc Galaxy A05 hoặc là Galaxy A05s. Hai chiếc máy này thì mình thấy rằng là những cái trải nghiệm mà nó mang lại á, tốt trong tầm tiền. Đó, chúng ta có một thương hiệu lớn. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn mua ở trong tầm giá như thế này á, các bạn cần phải quan tâm một thứ rất là quan trọng nhé. Đó chính là việc thay thế chi phí, thay thế linh kiện này, hay là cái việc mà chúng ta tìm linh kiện sau này nó có dễ hay không. Thì Samsung sẽ mang đến được cái điều đó cho anh em. Samsung có cái hệ thống bảo hành trên toàn quốc và họ cũng sẽ có rất là nhiều những cái công ty bên thứ ba support về phần phụ kiện, cho nên là anh em sẽ rất thoải mái, yên tâm khi mà lựa chọn hai cái dòng sản phẩm này. Gần đây nhất thì có một người bạn của mình, anh ấy làm việc tại một cũng là một công ty công nghệ ở Việt Nam cũng có tiếng lắm. Thì anh ấy hỏi rằng có nên mua A05s cho mẹ anh không, thì mình cũng khuyên luôn là nên mua anh ơi. Bởi vì đó là chiếc máy mà các bạn nên mua, cân nhắc mua nếu mà để gọi là dành cho người lớn thì mình nghĩ rằng là nó cũng phù hợp á, phù hợp trong cái việc là chúng ta mua tại cửa hàng. Bởi vì khi mà chúng ta mua tại cửa hàng á, ba mẹ chúng ta lỡ may đồ công nghệ mà không biết trước điều gì đúng không, thì các bạn có thể là bắt đền ngay tại cửa hàng mà chúng ta mua hàng thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ok, lên về phân khúc giá cao hơn một chút xíu đi, 4-5 triệu. Đây là một cái phân khúc giá mà có rất là nhiều những sự cạnh tranh quyết liệt từ các ông lớn cho tới là những thương hiệu nhỏ. Nếu chỉ tính ở khía cạnh bán offline thì có hai chiếc máy mà mình khuyên các bạn là hãy nên để nó trong giỏ hàng trước khi đưa ra quyết định là nên mua chiếc máy nào. Thứ nhất là Galaxy A15 LTE vừa được ra mắt. Thứ hai đó chính là chiếc Redmi Note 12 phiên bản 4G. Tại sao mình lại đưa ra hai cái lựa chọn này? Đầu tiên là Redmi Note 12. Thực ra chiếc máy này nếu để tính ở khía cạnh là hiệu năng, nó không bằng được so với A15 LTE. Nhưng nó có một số thứ. Thứ nhất đó chính là mỏng, thứ hai nhẹ, và thứ ba nó cũng rất là đẹp. Với những bạn nào mà thích một chiếc máy mỏng, nhẹ, đẹp đó, chúng ta cũng có màn hình Full HD, cũng có Super AMOLED, cũng có AMOLED, thì các bạn có thể cân nhắc lựa chọn chiếc máy này. Hoặc là nếu bạn nào muốn đẹp hơn nữa, muốn thương hiệu lớn hơn nữa, ít lỗi sóng sánh, thì có thể ngó qua chiếc Oppo A58. Nhưng các bạn cần lưu ý nha, Oppo A58 các bạn chỉ nên ngó khi các bạn thực sự cần chiếc máy đẹp và nó có một cái hiệu năng gọi là bình. Được cái là nó sẽ ít có cái vấn đề liên quan tới lỗi sóng sánh giống như là Redmi Note 12 ha. Còn nếu để đưa ra quyết định lựa chọn điện thoại trong tầm tiền này, mình sẵn sàng bỏ qua màn hình giọt nước, mình sẵn sàng bỏ qua cái việc là viền dày để mình lựa chọn chiếc Galaxy A15 LTE. Bởi vì những thứ mà nó mang lại á, mình thấy rằng là nó có thể đi dài với các bạn khoảng tầm vài năm được. Nếu mà chúng ta xét ở khía cạnh tầm 40 mấy triệu, khi mà mình tham khảo qua Di Động Việt á, chỉ khoảng tầm 4,5 triệu mà thôi. Thì đây là một chiếc máy mà các bạn có thể đi dài được với nó. Samsung cũng support phần mềm rất là lâu.
mình thấy rằng là bây giờ Samsung họ thay đổi đi chứ các bạn. Ví dụ như là dòng A thì họ cũng hứa là họ sẽ support nâng cấp phần mềm 4 năm về Android và 5 năm về phiên bản bảo mật. Thì mình thấy rằng là Samsung đợt này họ làm tốt đấy chứ. Còn hãng C-Brand chưa chắc gì mà các bạn đã được support lâu đến như vậy đâu. Ha, cho nên là nếu các bạn có thể sẵn sàng bỏ qua về cái thiết kế màn hình giọt nước, viền hơi dày, thì Galaxy A15 LTE là chiếc máy mình khẳng định luôn cho anh em là đáng mua nhất trong tầm tiền này rồi. Thật sự luôn là đáng mua nhất trong tầm tiền này rồi ha. Ok, chúng ta sẽ đi lên với cái phân khúc giá từ 7 cho tới là 8 triệu đồng. Thì trong tầm tiền này, nếu được lựa chọn, mình vẫn tiếp tục lựa chọn một chiếc máy khác đến từ Samsung. Đó chính là Galaxy A34 5G. Thậm chí khi mà mình có tham khảo qua một số hệ thống bán lẻ, ví dụ như Di Động Việt đi, thì hàng mới luôn nha, có 6 triệu rưỡi à. Thực sự đây là một chiếc máy mà nó mang đến một cái giá trị đúng nghĩa luôn nha, là số tiền các bạn bỏ ra nó rất là xứng đáng với khoản đầu tư của bạn luôn, từ chất lượng màn hình, từ loa kép, từ kháng nước, từ hiệu năng mạnh, từ chất lượng camera ngon, từ quay video cho tới chụp ảnh, việc là support 4 năm cập nhật phiên bản Android mới nhất. Thì các bạn thấy rằng là đây là một chiếc máy mà quá đáng tiền luôn. Nếu anh em mà mua được tại Di Động Việt đó 6 triệu rưỡi ấy, nó lại còn đáng tiền hơn nữa. Còn những hệ thống bán lẻ lớn đó, thì mình thấy rằng họ đang bán loanh quanh khoảng tầm là 7 triệu rưỡi hoặc thậm chí là thấp hơn dành cho phiên bản tiêu chuẩn 128 GB bộ nhớ trong. Thực sự là không biết phải 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 chê chiếc máy này ngoài cái khía cạnh là cái màn hình giọt nước nữa, các bạn không biết mình chê cái gì cả. À, chắc chắn là nhiều anh em sẽ bảo rằng là tại sao anh không chọn Redmi Note 12 Pro đúng không? Redmi Note 12 Pro. Thực ra thì chiếc máy này thứ nhất á là nó có khá là nhiều vấn đề liên quan tới MIUI, thứ hai là có hơi hơi nhiều feedback về vấn đề là sạc nó không được 100% và sóng sánh của nó cũng thực sự là có vấn đề một chút. Cho nên là mình sẽ không lựa chọn mà mình chỉ lựa chọn chiếc Galaxy A34 5G mà thôi. Rất nhiều cái tầm giá để anh em có thể mua từ 6 triệu rưỡi cho tới khoảng 7 triệu rưỡi là các bạn đã có một chiếc máy quá rất nhiều ưu điểm trong tầm tiền này rồi. Rồi, chúng ta cùng lên với cái phân khúc giá nó cao hơn đi. Đó là cái phân khúc giá 9, 10 và 11. Thì đây là một cái phân khúc giá mà nó cũng có một cái sự cạnh tranh rất quyết liệt. Nhưng nếu để lựa chọn thì mình chỉ lựa chọn duy nhất một chiếc điện thoại trong tầm tiền này mà thôi. Đó chính là chiếc Xiaomi 13T 5G. Nếu những bạn nào đang sử dụng chiếc 12T á thì các bạn không nhất thiết phải nâng cấp lên chiếc Xiaomi 13T 5G. Nhưng nếu các bạn đang sử dụng những chiếc điện thoại của hãng khác ở phân khúc giá thấp hơn và các bạn cần nâng cấp lên, hoặc là các bạn đang sử dụng những 11T này nọ các bạn cần nâng cấp lên á, thì đây là một cái sản phẩm đáng để các bạn cân nhắc bỏ vào trong giỏ hàng trong tầm giá nó khoảng 10 triệu thôi. Là thực sự mà nói là hiệu năng mạnh, thiết kế cũng ok, màn hình cũng ngon này nọ. Nó chỉ có một chút xíu lỗi về MIUI thôi, thì mình nghĩ rằng là Xiaomi có thể thôi, có thể khắc phục được trong thời gian tới, hoặc là họ sẽ có một cái chút gì đó giảm cái vấn đề về MIUI ha. À, trong tầm tiền này. Còn cái phân khúc giá từ 13 cho tới là 15 triệu thì mình có hai cái option. Đây là hai cái lựa chọn của mình. Thứ nhất đó chính là chiếc Galaxy S23 5G. Chiếc máy này phiên bản 128 được bán độc quyền tại Anh lớn MWG. Cái thời điểm mình làm video này nhá, nó chỉ có khoảng 13 triệu 990 thôi. Hiệu năng mạnh không? Rất mạnh. Camera cũng ngon, màn hình cũng ok. Rồi chúng ta cũng có một cái loa kép ngon. Đó, có kháng nước, có kim loại full này nọ ABC luôn, không thiếu cái gì cả các bạn. Mà chỉ có 14 triệu, 13.990. Thêm một vài những chương trình khuyến mãi thông qua việc cả thanh toán này nọ nữa thì mình nghĩ là nó còn thấp hơn. Thì đây thực sự là một chiếc máy đáng để các bạn cân nhắc này. Chiếc điện thoại thứ hai nữa, nó nhỉnh hơn so với S23 5G, đó chính là chiếc Xiaomi 13T Pro. Thực sự luôn là đây là một chiếc máy quá đáng tiền. Đáng đáng tới xu mà các bạn, từng xu mà các bạn bỏ ra. Chất lượng camera ngon, màn hình ngon, thiết kế đẹp, sạc cũng nhanh. Cũng không biết phải chê cái gì cả các bạn ạ. Thật sự luôn đây là một chiếc máy rất là ngon trong tầm tiền. Và đó là những cái lựa chọn của mình từ phân khúc giá khoảng vài triệu đồng cho tới phân khúc giá khoảng 15 triệu. Trong thế giới Android thôi nhá, mình chỉ xét ở đây thì khía cạnh là thế giới Android và được bán offline tại những hệ thống bán lẻ hay là cửa hàng ở thị trường Việt Nam. Còn các bạn còn những lựa chọn khác nào trong từng phân khúc giá này không? Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video hôm nay. Cảm ơn chị.